là bà con bắt con giống của trang trại đã có những cái thương phẩm, những con thương phẩm quay trở lại trang trại để lại bên anh bao tiêu. Dạ. Đấy thì gần như là sẽ tạo được một cái vòng tròn rất là khép kín, bên anh cung cấp con giống này, hỗ trợ bà con, theo sát bà con trong quá trình bà con chăn nuôi ở nhà để đáp ứng được cái chất lượng thương phẩm, và hỗ trợ bà con làm sao để chăn nuôi nó phải sinh sản tốt này. Dạ. Đồng thời thì có cái chăn nuôi trong cái thời điểm 9 đến 10 tháng chẳng hạn, mình xuất bán cái thương phẩm nếu phải đạt cái trọng lượng dao động khoảng hơn 4 cân, và cái chất lượng thương phẩm thì chất lượng thịt nó phải thơm ngon, phải đạt yêu cầu để trang trại anh bao tiêu lại, thì bà con mình không bao giờ phải lo về vấn đề giá cả cả. Chào mừng quý bà con và các bạn đã quay trở lại với kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia. Như quý bà con cũng đã biết, Làm Giàu Cùng Chuyên Gia là kênh chuyên tìm hiểu, chia sẻ và kết nối bà con đến những mô hình chăn nuôi hiệu quả cao trên cả nước. Và hôm nay thì tôi đang có mặt tại Tây Nguyên và ghé thăm trang trại chăn nuôi dưới mái đảo Thái Lan vô cùng lớn của anh Chí. Bản thân anh Chí thì đã có rất là nhiều năm chăn nuôi và phát triển con dưới mái đảo Thái Lan này. Và hôm nay thì anh Chí sẽ đồng hành cùng kênh chia sẻ đến quý bà con nuôi con dưới mái đảo Thái Lan này làm sao giúp bà con mang lại hiệu quả kinh tế tốt nhất ạ. Em chào anh ạ. Anh chào em. Dạ. Vâng, xin chào toàn thể bà con. Thì tôi là Chí và hiện tại thì tôi đang chăn nuôi các loại động vật hoang dã, như là một cái trang trại ở đây thì nó có địa chỉ thuộc Buôn Rát, xã Ea Cao, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Dạ, anh Chí ơi, như bà con mình thì hiện nay thì đang quan tâm rất là nhiều đến những cái dòng vật nuôi hoang dã, vì là những cái giống vật nuôi thông thường thì cái hiệu quả kinh tế nó không cao, cũng như là giá cả nó không ổn định. Mà như bà con Việt Nam mình thì sống chủ yếu là nhờ từ chăn nuôi, kinh tế làm ra cũng từ chăn nuôi. Chính vì thế nên là bà con cũng rất là muốn tìm hiểu một cái giống vật nuôi mà giúp mang lại hiệu quả kinh tế tốt hơn, đầu ra ổn định hơn, cũng như là cái công chăn nuôi chăm sóc nó cũng ít hơn nữa. Thì như em được biết thì cái con dưới mái đảo Thái Lan này thì nó là một cái con vật nuôi đáp ứng đầy đủ những cái tiêu chí mà bà con mình đang đề ra. Thì không biết là anh Chí có thể là người đã có rất là nhiều năm chăn nuôi cái con dưới mái đảo Thái Lan này rồi, thì anh có thể chia sẻ đôi chút về cái giống dưới mái đảo Thái Lan này để cho bà con mình cũng có thể là có cái sự hiểu biết thêm về nó không ạ? Anh nhất trí, thì thực ra cái thời gian gần đây, trong vòng độ 7-8 năm trở lại đây, thì cái mô hình chăn nuôi và phát triển các loại động vật hoang dã, mà đặc biệt là con dưới mái đảo Thái Lan của trang trại anh đang chăn nuôi ấy, dạ, thì gần như bà con mình tìm hiểu và đến và có cái mong muốn là bắt con giống về chăn nuôi để thay thế các loại động vật nuôi thông thường như con lợn, gà rất là nhiều. Dạ. Thì hàng ngày có thể là trang trại anh có cả chục lượt bà con ở khu vực quanh quanh đây, hoặc là có thể ở những nơi rất là xa tìm hiểu đến cái mô hình này, để làm sao anh lúc nào cũng luôn sẵn lòng có những cái tư vấn tốt nhất để bà con mình có cái định hình, và đồng thời thì tham khảo về cái việc là cái con vật nuôi này nó có thực sự là dễ nuôi hay không, và nó có phù hợp với lại cái khu vực bà con mình, địa phương mình đang ở hay không, và bắt tay vào chăn nuôi phát triển kinh tế nhà con dưới mái đảo Thái Lan này. Dạ, như bà con mình ví dụ như là chăn nuôi với số lượng nhỏ lẻ như là vài chục con gà hay là một vài chục con lợn, thì thấy là cái mô hình để mà thì thấy là chuồng trại mình làm ra thì nó cũng khá là đơn giản. Tuy nhiên thì để mà chăn nuôi những cái con vật nuôi thông thường như con lợn, con gà hay con trâu, con bò mà chăn nuôi số lượng lớn, thì thực sự khi bà con mình đi tham quan tìm hiểu thì sẽ thấy là chuồng trại nó khá là cầu kỳ. Nhưng mà bà con có thể đang nhìn thấy trước mắt đây thì là với cái trang trại chăn nuôi con dúi mái đảo Thái Lan, như em thấy là có thể lên đến hàng ngàn con dúi ở đây đúng không ạ? Đúng rồi. Nhưng mà chuồng trại của anh Chí thì khá là đơn giản và nó cũng khá là sạch sẽ. Thì anh có thể chia sẻ đôi chút về cái cách thức làm chuồng trại, cũng như là cái điều kiện chuồng trại, môi trường sống để làm sao phù hợp chăn nuôi con dúi mái đảo Thái Lan này không anh? Đúng rồi. Thì nói chung đó là một cái câu chuyện gần như là của hầu như bà con. Dạ. Đặc biệt là khu vực ở Tây Nguyên này, khi tìm hiểu đến trang trại anh đều chia sẻ là về cái vấn đề đến với trang trại và tìm hiểu cái mô hình cái con dúi mái đảo Thái Lan này. Dạ. Và đều có sự bất ngờ. Đặc biệt anh nhớ là trong vòng độ khoảng một tuần trước là có một chị ấy tên là Ngoan đấy. Dạ. Thì chị cũng đã tìm hiểu cái mô hình này rất là lâu rồi, và đặc biệt hôm đó chị có đến tham quan trang trại, thì chị có chia sẻ là chị đã thích con dúi mái đảo Thái Lan từ rất lâu đấy. Dạ. Đặc biệt là chị tìm hiểu cả hơn một năm nay rồi, nhưng đến thời điểm hiện tại mới có cái điều kiện để mà bắt tay vào chăn nuôi nó. Thì chị có chia sẻ là ở nhà chị thì làm rẫy, trồng tiêu, trồng cà phê, cũng như là có chăn nuôi con lợn đấy, và đồng thời thì cũng trải qua thời gian nó rất là dài chăn nuôi con lợn nhưng nó không có hiệu quả,
và đặc biệt là cái đầu tư nó nhiều quá. Dạ. Trong đó thì đến khi mà có cái con thịt, chẳng hạn như là mình bà con nuôi con lợn mấy tháng ấy, trong vòng nửa năm nó xuất bán thịt ấy, thì giá nó lại không được cao. Dạ. Để trừ đi cái chi phí con giống này, trừ chi chi phí làm chuồng trại đấy, cũng như là chi phí là cái thức ăn chăn nuôi, không nói gì đến vấn đề dịch bệnh nhé. Dạ. Gần như là mỗi con lợn chỉ lãi được trong khoảng độ 100-200 nghìn thôi. Dạ. Gần như không có công. Dạ. Đấy, nhưng mà khi mà tìm hiểu đến cái mô hình này ấy, thì chị thế nên rất là bất ngờ, tại vì cái chuồng trại nó dễ làm. Dạ. Đấy, đồng thời nguồn thức ăn dành cho nó, nguồn công chăm sóc chăn nuôi nó không đáng là bao nhiêu cả. Dạ. Và cái đồng vốn để bỏ ra chăn nuôi con rúi má đào Thái Lan thì nó cũng không cao. Dạ. Nó cũng có thể là nó chưa còn chưa bằng là cái số tiền mà chị đầu tư cho nuôi con lợn. Dạ. Đấy, thì chị rất là thích, và đồng thời chị cũng đã có về và bên anh đã hướng dẫn làm chuồng trại. Và trong vòng đủ khoảng mấy ngày tới, như chắc chắn anh khu vực này anh toàn bộ đang hỗ trợ là chọn lọc con giống cho chị bắt. Đấy, dạ. Chị bắt là trước mắt là chị bắt 30 cặp con rúi má đào Thái Lan về chăn nuôi. Đấy, thì anh cũng đã hướng dẫn làm chuồng trại và chuẩn bị nguồn thức ăn cũng như là cái điều kiện môi trường cho con rúi nó đáp ứng được ở nhà chị, để chị chuẩn bị bắt tay vào chăn nuôi rồi. Mặc dù nó rất là đơn giản thôi, tại vì chị đã tận dụng nơi khu vực chuồng lợn nó sẵn rồi. Dạ. Chỉ việc là gọi là dọn dẹp lại một chút, tại vì chị đã bỏ lâu rồi chị không làm. Dạ. Đấy, thì ghép cái ô chuồng này vào, đồng thời thì chuẩn bị tre mía ngô nguồn thức ăn, thì gần như chị bảo là chị nhà chị có đang trồng sẵn rồi chứ không phải là đi mua nữa. Dạ. Thì nó rất là thuận lợi. Dạ. Trong vòng mấy ngày nữa là chị bắt con giống thôi. Dạ. Như anh cũng có chia sẻ thì em thấy là ví dụ như là bà con mình mà đã tận dụng sẵn được những cái khu vực chăn nuôi sẵn có, như là chuồng lợn, chuồng gà hay là chuồng trâu, chuồng bò, mà mình chỉ cần cải tạo chút đi cái nền để nó bằng như là trang trại anh đây, và mình sẽ sử dụng những cái viên gạch lát nền này để mình làm tạo thành những cái ô chuồng, ô hộp để mình chăn nuôi như thế đúng này rồi. Thì em nghĩ là với những cái viên gạch mà thải loại ra ở các cửa hàng vật liệu xây dựng thì chi phí giá thành của nó cũng rất là rẻ thôi. Như vậy thì bà con mình sẽ không cần lo lắng về vấn đề là đầu tư về chi phí. Đúng mà rồi. Như em thấy là chăn nuôi với số lượng ít thì mình có thể dùng quạt để mình tạo độ mát, ví dụ như vào những cái ngày nắng nóng, đúng không ạ? Đúng thì rồi. Nó không tốn quá nhiều chi phí về cái trang thiết bị cho chuồng trại, thì nó cũng khá là đơn giản. Và như anh có nhắc đến là về cái nguồn thức ăn của nó, thì như những cái con vật nuôi thông thường, điển hình như là con lợn mà anh vừa chia sẻ về vị khách hàng đã đến với trang trại anh, đã tìm đến với anh, thì như anh cũng biết là thật ra giá giống của con lợn thì nó không hề đắt, nhưng đúng mà rồi. Cái chi phí chăn nuôi của nó thì lại vô cùng cao. Đó. Vì là như cái giá cám của nó để mà bà con chỉ bỏ ra 1.5-2 đồng để mua một con giống, nhưng mà phải bỏ đến 3 đồng để mình mới có đủ tiền chi phí thức ăn chăn nuôi một con. Đúng như rồi. Vậy thì cái lãi nó không có, mà mình cũng sẽ ví dụ như thế là giá cả mà nó không ổn định thì bà con mình sẽ không những là bị thua lỗ về cái đồng vốn bỏ ra con giống, mà còn thua lỗ về cả cái phần chi phí thức ăn nữa. Nhưng mà con rúi má đào Thái Lan này thì em thấy nó là một con vật khá là nhỏ bé, thì chắc chắn là cái nguồn thức ăn của nó cũng ăn rất là ít thôi, đúng không anh? Đấy anh này, để anh bắt cho em xem một con rúi nhé. Dạ. Anh chia sẻ thêm về nguồn thức ăn của nó này. Dạ. Đấy, như em nhìn thấy đây là một con rúi má đào Thái Lan là độ tuổi trưởng thành này. Đấy. Cái trọng lượng của nó là dao động khoảng độ trên 3 kg rồi. Dạ. Mà một ngày cái lượng thức ăn của nó ấy, nó chỉ có rất là ít, thì như trang trại anh đang chăn nuôi ấy, duy nhất con rúi này nó ăn vào một buổi chiều và một bữa duy nhất trong ngày, tại vì ban ngày chủ yếu là nó ngủ. Đấy, buổi tối là thức nó ăn và nó hoạt động, thì một ngày nó chỉ dao động ăn một cái khúc mía. Thế nguồn thức ăn của nó chủ yếu là cân thân cây mía này, thân cây cỏ voi này, thân cây tre tươi và cái hạt ngô hạt bắp ấy. Đấy, thì một ngày nó chỉ ăn dao động khoảng một khúc mía, dao động khoảng độ 10-15 cm, một cái mảnh tre được bằng độ 3 ngón tay của mình thôi. Và đồng thời khoảng độ 20 hạt ngô là xong một ngày. Dạ, đấy. Như vậy là lượng thức ăn nó ăn rất là ít, như thế thì bà con sẽ không cần phải lo lắng về chi phí thức ăn. Mà đặc biệt là bà con mà ở vùng nông thôn như ở Tây Nguyên này thì em thấy là rất là sẵn đất, cũng như là có khi như cây tre đi xin được anh nhỉ. Đúng rồi. Mà mía thì mình có thể thay bằng cỏ voi này, thay bằng các cái loại cây khoai, cây mì. Đúng rồi. Thì chăn nuôi nó thì cái chi phí với cái lượng thức ăn nó rất là ít như thế, mà chăn nuôi khoảng 5-10 cặp thì có khi mình đi xin cũng không cần tốn thức ăn, đúng không anh? Đấy, thì ở khu vực Tây Nguyên này thì gần như bà con nào đến cũng bảo cái này nhà tôi còn nhiều lắm. Dạ. Đấy, có khi là ở bờ suối, ven bờ suối đắn cây tre, là một cây tre có thể là chăn nuôi được cả 100 con rúi trong vòng mấy ngày. Dạ. Đấy, còn cây thân cây mía thì nó ăn không đáng gì cả. Dạ. Ngô thì có thể bà con vụ mùa bà con mình trồng ít nhiều, sau đó là tích trữ lại để khô, nó ăn cả năm mà.
Dạ. Đấy, nên là cái nguồn thức ăn thì không đáng mà là bao nhiêu cả em. Dạ. Anh Chí ơi, nhưng hiện tại thì em cũng biết là anh cũng đã hỗ trợ và giúp rất là nhiều bà con mình chăn nuôi phát triển cái con dừa mái tảo Thái Lan này, thì không biết là khi mà mình cung cấp giống cho bà con thì mình sẽ cung cấp ở những cái lứa tuổi nào và giá giống thì nó đang khoảng bao nhiêu tiền thì mình có thể mua được một cặp để về mình chăn nuôi hả anh? Thì tâm lý chung của bà con nông dân mình ấy thì gọi là làm cái vụ mùa, chẳng hạn như là chị vừa nãy anh vừa chia sẻ ấy, thì vừa rồi chị có được mùa cái hạt tiêu với lại cái cà phê lên giá rất là cao. Đấy, chị cũng gọi là thu nhập được hơn 100 triệu. Đấy thì chị vào giống con dừa mái tảo Thái Lan này. Tuy nhiên thì bà con ấy thì đến với trang trại ấy, nhiều khi bà con chỉ có khoản vốn dao động khoảng độ 10 20 triệu thôi là cũng có thể bắt con giống mái tảo Thái Lan về chăn nuôi rồi. Đấy thì vì hiểu được cái tâm lý chung của bà con ấy thì bên anh này lựa chọn sàng lọc rất là nhiều lứa tuổi. Dạ. Thì chẳng hạn 3 tháng, 5 tháng, 7 8 tháng là vào hậu bị ấy, và cái dòng đã sinh sản để cho bà con mình tham khảo và đồng thời thì lựa chọn con giống nó phù hợp với lại cái túi tiền của bà con. Thì nó cứ dao động, giá con giống nó chỉ dao động khoảng từ 4 triệu cho đến chục triệu là mua được một cặp giống về chăn nuôi rồi. Dạ. Có nghĩa là mình để có được những cái con giống sinh sản chất lượng nhất thì là mình đã trải qua rất là nhiều những quy trình sàng lọc và mình có cung cấp con giống từ bé, từ lứa tuổi còn nhỏ tuổi đến khi mà đã qua sinh sản, đúng không? Đúng rồi em. Dạ. Vậy thì anh Chí ơi, khi mà bà con mà chăn nuôi cái con dừa mái tảo Thái Lan này thì như anh cũng vừa chia sẻ rất là kỹ, khi mà bà con tìm đến trang trại anh Chí thì anh Chí sẽ hỗ trợ về cái kỹ thuật như là làm chuồng trại này, cách thức cho ăn này, kỹ thuật chăn nuôi chăm sóc rồi. Vậy thì như bà con mình thì chăn nuôi thì bà con sẽ lo lắng nhất là vấn đề đầu ra, thì không biết là như trang trại mình là một trang trại với quy mô vô cùng lớn như thế này thì anh có hỗ trợ bà con về đầu ra không anh? Tại vì như con dúi này thì thực ra vài 800-900 nghìn thậm chí hơn 1 triệu đồng mà 1 kg, thì nếu như bà con mình mà chăn nuôi số lượng ít thì để bà con mình đi tự đi tìm đầu ra thì thực sự thì nó rất là mất thời gian của bà con, đúng không ạ? Đúng rồi. Nói chung là cái tâm lý của bà con mình ấy và tất cả ngành nghề nào cũng vậy thôi, từ chăn nuôi, trồng trọt cho đến kể là sản xuất những cái mặt hàng gì thì đều chú trọng, quan trọng nhất là khi mà bắt tay vào làm thì cái đầu ra nó là như thế nào, nó có hiệu quả kinh tế cao hay không và bán cho ai. Đấy thì con dúi này ấy, trong quãng thời gian anh chăn nuôi cả mười mấy năm rồi thì cái thời điểm ban đầu thì anh cũng phải tìm đầu ra cho nó rất là khó khăn. Không phải không hẳn là khó khăn, nhưng tuy nhiên thì mình có thể tìm, tại vì đâu có ai biết đến mình nuôi con dúi này đâu. Mà đặc biệt thì con này thì hầu như chỉ cung cấp vào những cái nhà hàng mang tính chất là đặc sản, là con đặc sản. Thì giá trị trong vòng của mười mấy năm trước thì nó cũng cả là hơn 100.000 đến 200.000 một cân rồi. Đấy thì nó cũng khá là cao và gần như là không thể mang ra chợ bán được. Dạ, đấy. Trong khi đó thời điểm đó thì giá thịt lợn chỉ có 10-20-30 nghìn một cân thôi. Dạ. Thời điểm hiện bây giờ thì giá thịt lợn nó hơn 100.000 một cân, nhưng mà giá con dúi này của anh hiện tại thì nguyên cái giá trị anh bao tiêu cho bà con nó cũng đã cả 1 triệu đồng một cân rồi. Đấy. Dạ. Nhưng mà được cái là cái xu thế chung mà bây giờ thì hầu như là người dân Việt Nam mình cũng là cái điều kiện cũng rất là tốt rồi. Và đồng thời thì nó phục vụ cho cái việc là ăn ngon mặc đẹp. Và đồng thời chẳng hạn như là vào những nhà hàng bình dân cũng đều có thể là tìm được cái món ăn từ con dúi này. Dạ. Và cao cấp hơn nữa thì có thể là các nhà hàng khách sạn lớn hoặc những khu du lịch thì đều sử dụng thịt con dúi, nên là cái nhu cầu thị trường rất là cao. Dạ. Đấy, chính vì vậy trang trại anh bây giờ thì lại không phải tìm cái đầu ra cho nó nữa, mà gần như là đã có những cái đơn vị bao tiêu từ lâu lắm và với giá trị rất là ổn định, có thể là chắc chắn là sẽ cao hơn cái việc là bà con mình mang ra ngoài thị trường mình tìm đầu ra. Thứ nhất là anh cung cấp con giống cho bà con trên cả nước đấy rất là nhiều, đặc biệt là con dúi này nó là phổ thông rồi. Và sau đó thì chiếm cái tỷ lệ dao động khoảng độ 70% là bà con bắt con giống của trang trại đã có những cái thương phẩm, những con thương phẩm quay trở lại trang trại để bên anh bao tiêu. Đấy thì gần như là sẽ tạo được một cái vòng tròn rất là khép kín, bên anh cung cấp con giống này, hỗ trợ bà con, theo sát bà con trong quá trình bà con chăn nuôi ở nhà để đáp ứng được cái chất lượng thương phẩm và hỗ trợ bà con làm sao để chăn nuôi nó phải sinh sản tốt này. Đồng thời thì có cái chăn nuôi trong cái thời điểm 9 đến 10 tháng chẳng hạn, mình xuất bán cái thương phẩm nếu phải đạt cái trọng lượng dao động khoảng hơn 4 cân và cái chất lượng thương phẩm thì chất lượng thịt nó phải thơm ngon, phải đạt yêu cầu để trang trại anh bao tiêu lại, thì bà con mình không bao giờ phải lo về vấn đề giá cả cả. Dạ.
À, cũng đúng như anh Chí vừa chia sẻ thì như hiện nay thì xã hội ngày càng phát triển, một bữa ăn mà bà con mình bỏ ra khoảng 2-3 triệu đồng thì nó không phải là quá khó khăn với bà con Việt Nam mình nữa. Chính vì thế nên là cái thị trường thì nó ngày một mở rộng. Chính vì thế nên là như chăn nuôi những cái dòng động vật hoang dã, những cái con đặc sản thì như con rúi này thì nó đang là một cái con vật nuôi có cái xu hướng phát triển rất là tốt trong tương lai, cũng như là một giống vật nuôi rất là bền vững để bà con mình có thể chăn nuôi và phát triển kinh tế, đúng không ạ? Và nhất là nhận được sự đồng hành cũng như hỗ trợ từ trang trại anh Chí thì bà con hoàn toàn có thể yên tâm khi mà bắt tay vào chăn nuôi con rúi Mã Đào Thái Lan này. Và đặc biệt là nếu như bà con vùng Tây Nguyên muốn tìm hiểu chăn nuôi con rúi Mã Đào Thái Lan này thì có thể là lựa chọn trang trại anh Chí để làm một địa điểm tin cậy, cũng như là để anh Chí hỗ trợ và hướng dẫn bà con. Và bà con có thể đến tham quan học hỏi kinh nghiệm trực tiếp từ trang trại anh Chí có địa chỉ tại Buôn Hờ Rát, xã Ea Cao, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Và em thay mặt chương trình và thay mặt bà con cảm ơn những chia sẻ của anh Chí trong chương trình hôm nay ạ. Cảm ơn quý bà con và các bạn đã đồng hành cùng kênh trong chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con trong những chương trình tiếp theo trên kênh Làm Giàu Cùng Chuyên Gia ạ.